Mến chào quý các bác anh chị, mạnh thường quân, quý khán giả đã quay trở lại với số tiếp theo của Bình Hà Giang. Và hôm nay thì cháu Bình với các anh thợ sẽ đổ bê tông cái cột nhà và những cái xà. Và bây giờ thì cháu Bình sẽ đi giúp các anh thợ cũng như là sẽ đi ghi lại hình ảnh để cho tất cả quý các bác anh chị nắm bắt được ạ. Bây giờ thì cháu Bình sẽ đi cùng các anh làm. Và đây là đống bê tông sáng nay cháu Bình và các anh đã trộn được thế này rồi. Và bây giờ thì cháu Bình mới có một ít thời gian để ghi lại hình ảnh cho tất cả quý khán giả và quý cô bác. Và đây là anh thợ đang trộn bê tông để lấy đi đổ ạ. Hôm qua thì cháu Bình cũng mua được 3 khối sỏi để đổ bê tông và những cái cột. Cháu Bình cũng xin cảm ơn đến tất cả quý anh chị, mạnh thường quân, quý khán giả đã luôn đồng hành với kênh của Bình Hà Giang. Cháu Bình xin cảm ơn tất cả cô chú bác ạ. Và ngày hôm nay thì có 7 anh em thợ làm. Hôm qua thì có 8 anh em nhưng mà một anh thì hôm nay có việc bận nên là không ra được. Thì các anh em cũng đã bắt đầu để đổ rồi. Sẽ đổ cái cột trước. Đây là chú của Bình. Rất là nóng nên là không mặc được áo ấy, mặc mỗi cái áo bên ngoài thôi. Cũng mong các chú bác thông cảm. Còn trên này thì có hai anh ở trên này để lấy vứa đổ vào trong cái cột. Và hôm nay thì cũng rất là may mắn là trời rất là nắng nên là sẽ đổ bê tông thì sẽ rất là tốt. Còn ngày mưa thì mình đổ thì sẽ rất là lâu nó mới khô được. Cái ngôi nhà bếp này của cháu Bình thì cũng làm sắp hoàn thiện rồi. Đổ xong cái cột nữa thì sẽ chặt cây rồi là sẽ lập mái, sẽ là lán lên nhà nữa thì sẽ hoàn thiện. Cháu Bình cũng xin cảm ơn cô chú bác rất nhiều. Và trước cửa của ngôi nhà bếp thì có một cái cột nhà đây. Thì cháu Bình cũng sẽ phải gỡ bỏ đi để trồng thêm một cái sắt ở bên cái sàn gỗ bên này. Bởi vì là cây cột này thì vướng trước cửa nhà rồi nên là sẽ đi lại không tiện. Cháu Bình sẽ làm hoàn thiện ngôi nhà bếp rồi thì cháu Bình sẽ đập phá bỏ đi ạ. Và còn một công việc nữa cháu Bình chưa đi làm là còn cái cửa chính và một cái cửa phụ. Và cái cửa sổ thì cháu Bình chưa đi gọi thợ ra để đo được. Vì cháu sẽ phải chắt một ít ở bên cái cửa cho cửa vuông góc rồi là cháu mới đi gọi anh thợ cơ khí ra để đo. Rồi là sẽ làm cửa sắt. Thì ba cái cửa thì cũng làm nhanh thôi ạ, cũng làm khoảng 2 ngày là xong rồi. Nên là cháu sẽ làm hoàn thiện ngôi nhà, xong là cửa sổ với lại cửa chính, cửa phụ thì cháu sẽ làm sau. Các anh thì làm việc thì cũng rất là vui vẻ. Thế là phải cho ít nước vào. Làm to thế này mới khỏe đấy. Đây là các anh đang lấy vứa về đây.
bê tông ấy, cái này có cả sỏi ở trong nữa. Ở bên trong thì trồng rất là nhiều cây cột, nên là không lấy cái xe rùa này đi vào trong được, nên là phải dùng xẻng để lấy vào trong cái xô. Giờ mới lấy lên ạ. Mắt 50 đó không ạ? 3 thôi, 50 mắt này mắt 12. Là khỏe, cẩn thận nhá, đường kích trên kia rất là cao nên là phải cẩn thận. Bây giờ thì các anh em cũng đã đổ xong cây cột rồi. Cô chú bác ạ, bây giờ thì cháu Bình sẽ trèo lên trên để xem đổ được như thế nào rồi. Đấy, các anh thì đang chuyển vứa để đổ lên trên. Cây xà bên này thì các anh thợ cũng đã đổ xong rồi. Còn lại 3 cây xà nữa. 2 cây xà rồi là còn ngay bên này nữa. Bên này là 3 cây xà. Còn cây cột nhà thì đã đổ được một nửa rồi. Đổ xong 3 cây sạt còn lại nữa thì sẽ đổ lên trên. Cái đoạn trên này sẽ xong. Và sau đó thì các anh thợ sẽ xây và thun nóc cái bên này. Bên nóc này thì chưa thu xong. Hôm qua thì đã thu xong bên này rồi. Bên này thì đã thu xong và hoàn thiện. Đang đợi các anh lấy vứa bê tông ra rồi sẽ đổ. Đấy. Anh phụ đang lấy vứa bê tông để lên trên này. Thank you.
好的，如果种出来。 Bây giờ các anh thợ và chú của Bình cũng đã đổ gần sông cái bên kia rồi, cây xà bên kia rồi. Sẽ phải đổ thêm cây xà ở đây và đổ tít trên cái đoạn cái cột nữa. Cái đoạn trên kia thì chưa đổ. Còn cái nền nhà thì đang có rất là nhiều cây cột nên là hôm nay thì chắc sẽ không làm được. Sẽ thun nóc và sau đó thì sẽ đi chặt cây. Sẽ đi chặt cây để chuẩn bị vài hôm tới thì sẽ lập mái. Trước khi lập mái nhà thì phải đợi cây cột bê tông khô thì mới lập được. Bởi vì là Bình lập bàn cái tấn lập Plosiman nên là rất là nặng, phải đợi khô thì mới lập được. Đây à, cô chú bác cũng nhìn thấy đây là những cây cột giáo và những cây cột chống để đổ bê tông. Rất là nhiều cây cột, Bình phải đi chặt rất là nhiều cây như thế này về để làm. Thì buổi chiều hôm nay thì các anh em và Bình sẽ lại tiếp tục đi chặt cây về để làm cây xà trên nóc nhà nữa. Đổ thì cũng rất là nhanh thôi, một tí nữa là đổ xong rồi. Và đây là hai con lợn, cô chú Chiến Hồng về chợ cho Bình bây giờ rất là lớn rồi, rất là to. Một con chắc phải gần 30 cân gì đó, chắc có 30 cân rồi ấy. Rất là to, rất là béo à.
Bây giờ thì cũng là buổi sáng, thì cũng có 10 giờ rồi. Thì các anh thợ và các anh phụ cũng đã đổ gần sông những cái xà. Thì trong ngày hôm nay thì sẽ là hoàn thiện làm xong hai phần nóc và cái phần đổ bê tông. Chiều nay thì một số anh thì sẽ cùng Bình đi chặt cây về để làm những cây xà để lập mái. Và một số anh thì sẽ thu cái phần nóc bên này. Cái phần nóc bên này thì chưa thu, chỉ thu xong bên kia thôi. Đấy, chú Bình và các anh thợ phụ đang trên kia, đang rất là cao trên kia. Cây xà này thì đã được đổ bê tông rồi. Hiện tại thì đang còn cây xà này thôi ạ. Sát đầy của chú bác ạ. Còn một ít bê tông nữa là sẽ đầy. Bây giờ mình trèo rất là cao lên trên này rồi. Rất là cao. Hôm nay thì trời thì rất là đẹp, trong xanh. Mấy cây chuối này là chuối của nhà Bình ạ. Sắt chín, chuối xanh. Trời nắng như ngày hôm nay thì đổ bê tông thì rất là phù hợp. Vì đổ bê tông thì có rất là nhiều nước nên là trời nắng như này thì sẽ khô nhanh. Và cái bê tông thì sẽ chắc chắn hơn. Trời nắng to như ngày hôm nay thì 2-3 ngày thôi thì có thể tháo được những cái hộp bạn ép ra rồi. Mười cái à? Vâng. 10 cái là 20.000. Mình vừa mới đi mua được một ít thức ăn về. Thì bây giờ các anh em đang làm nốt, đổ nốt cây cột nhà. Sau đó thì các anh sẽ xuống để anh em mình ăn bữa cơm trưa. Đây vẫn còn hàn bê tông ở đây. Ăn bữa cơm trưa xong thì buổi chiều nay thì sẽ thu nóc và anh em sẽ đi chặt cây. Đấy, đã xong cái vứa bê tông rồi. Trộn thì rất là vừa, dùng hết luôn, không thừa không thiếu.
Và đặc biệt là cái bột đá thì chắc mình phải mua thêm một tí, bởi vì là cái bột đá này không đủ làm cái nền nhà rồi, còn rất là ít ở đây nên sẽ không đủ làm nền nhà, và vẫn còn cái phần thu nóc chưa xong nên là mình sẽ mua thêm bột đá. Anh kem anh ơi. Vâng. Là này. Cảm ơn anh ăn kem. Bây giờ cũng là có 10 rưỡi, hai anh em nghỉ một lát để ăn cơm, ăn kem. Ăn kem xong là anh em sẽ đi chuyển một ít nhà gạch rồi sẽ ăn bữa cơm trưa. Có hai anh em đi đâu rồi nhỉ? Đi ra ngoài rồi, đợi tí về ăn sau. Kem không. Đó hay là anh lấy kem chưa cho anh em ăn, mỗi người một que. Vai vế là ông rồi à? Tú là. Đây là hai ông cháu gọi vai vế ra. Hai ông cháu. Nhưng mà còn rất là trẻ nhỉ. Và bây giờ thì các anh em cũng đã về nghỉ để ăn cơm trưa. Thì hôm nay thì Bình cũng mua được một ít giò và một ít thịt lợn quay về để cho anh em và gia đình ăn bữa cơm trưa. Đây là thức ăn anh thợ đang giúp Bình cho vào đĩa. Các anh thì cũng là anh em trong nhà, trong họ hàng thôi, nên là các anh thì rất là nhiệt tình giúp đỡ Bình trong tất cả mọi công việc. Đấy. Hôm nay thì có bữa cơm trưa thì có thịt lợn quay này, rất là ngon này, rồi là giò, rồi là rau bí, cơm, gạo. Đấy, các anh đang làm ớt, bát nước chấm. Vào ngồi đi anh Phong ơi, vào ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm thôi. Đấy, anh này đang làm ít nước chấm ở đây nữa. Hiếu ơi, Hiếu ơi, ăn cơm. Ba mẹ muốn cho con chơi năm đi. Năm mò. Hiếu, cháu vừa mới đi học về. Cẩn thận ngã nhá, Hiếu nhá. Bình và anh em sẽ đi ăn cơm. Thì mình cũng xin phép kết cái video của Bình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú bác anh chị trong video tiếp theo của Bình Hà Giang. Xin cảm ơn tất cả cô chú bác anh chị rất là nhiều. Xin chào.